Xin chào các anh chị đang theo dõi các video của Khanh. Các anh chị theo dõi video của Khanh có rất là nhiều câu hỏi. Thì hôm nay Khanh sẽ chia sẻ một trong các câu hỏi mà nhiều nhiều anh chị hỏi thăm Khanh là cái chiếc xe Volvo có cửa sổ trời toàn cảnh như vậy có cái màn che không? Và có bị nóng cái phần đầu khi sử dụng xe có cái cửa sổ trời toàn cảnh hay không? Thì trong video này, Khanh sẽ giải đáp cho nhà mình nha. Nhà mình đang theo dõi các video của Khanh. Nếu chưa nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông, hãy cho Khanh xin một nút đăng ký, một dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Hỏi về chương trình mua xe, nhà mình có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0788 555 444. Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm các thông tin liên quan cho nhà mình để nhà mình lên showroom chỉ cần chọn màu thôi. Thì khi lên showroom nhà mình đã nắm được tất cả các thông tin rồi. Các xe Volvo bán ra được bảo hành 3 năm không giới hạn km và đi kèm với bảo hành 3 năm không giới hạn km đó là bảo dưỡng 3 năm miễn phí cả tiền công và vật tư. Nhà mình sẽ không tốn bất kỳ một chi phí nào. Rồi, bây giờ chi tiết về câu hỏi của nhà mình, Khanh sẽ giải đáp trong video này nha. Khanh đang ngồi trên cái chiếc xe XC60. Tất cả các xe Volvo đều sử dụng cửa sổ trời toàn cảnh từ XC40, XC60, XC90, S90 đều sử dụng cửa sổ trời toàn cảnh. Rồi, đây, Khanh cho nhà mình xem nha. Đây là cái cửa sổ trời toàn cảnh của Volvo. Rồi, nó sẽ có một cái tấm rèm. Đây, có một cái tấm rèm. Đây, đây. Nó trong trong. Đây, thật ra là nó dạng thiết kế dạng lưới. Để che cái cửa sổ trời của mình lại. Đây, Khanh mở ra nha. Đây cửa sổ trời toàn cảnh của nhà mình đây. Rồi, cửa sổ trời là đóng hết. Cái rèm nó đã cuốn hết thì nó sẽ đưa ra hết cái phần cửa sổ trời. Thì khi mà nhà mình ngồi trong một chiếc xe có cửa sổ trời toàn cảnh vào những buổi chiều thì mình sẽ cực kỳ dễ chịu về phần đầu, giống như là mình đang ngồi ở một cái sân thượng. Mình có thể nhìn bầu trời thoải mái, hoặc là nhà mình muốn kéo để cho nó ra thì nó sẽ trượt ra như vậy. Nhất là đi những buổi chiều ở ngoài dọc bờ biển đúng không ạ? Đường thành phố nội đô thì không có ai mở cửa sổ trời ra đâu ạ. Bởi vì rất là bụi. Còn nếu mà mình đi những nơi có không khí trong lành thì Khanh khuyên nhà mình nên mở ra. Còn các anh chị mà hút thuốc á thì mình có thể đây mình mở ra hí một tí. Thì khi mà hí một tí thì nó sẽ có một cái phần rèm phía trên nữa để nó cản gió, để khi mà các anh chị hút thuốc á, nó sẽ tự động nó cuốn. Tại vì khi xe mình di chuyển tới thì cái phần mà gió nó sẽ cuốn cái khói thuốc lên. Đó. Hoặc một cái giải pháp nữa là nhà mình có thể là cho nó mở cái phần đuôi này thôi. Đó, nó hí phần đuôi này thôi thì nó cũng cuốn cái phần gió của khói thuốc đi ra. Thì mình sẽ không cần mở hai cái kiếng hai bên. Mở hai kiếng hai bên không cần mở. Rồi, cửa sổ trời đẹp, nhiều tính năng, ai cũng thích. Nhưng rất là nhiều anh chị lo ngại là cái khí hậu của miền Nam là vào các mùa nắng thì lại bị nóng. Thì Khanh xin phép chia sẻ nhà mình. Đây, cửa sổ trời. Nó là cái kiếng đã có một cái được thiết kế, đã là kiến cửa sổ trời thì nó là kiến chuyên dụng, là có cách nhiệt. Quý anh chị thấy nó đã tối màu so với lại cái màu thực tế nè. Đây là cái màu thực tế, nó đã tối màu rồi. Thì cái tối màu này nó sẽ làm giảm cái nhiệt độ của bên ngoài vào phía trong của chiếc xe, giảm rất là nhiều luôn. Rồi, kết hợp với lại cái phần rèm. Đây, phần rèm. Đây là cái rèm của xe. Cái rèm này nó sẽ cản đi cái ánh sáng để đi vào khoang bên trong. Thì xe Volvo sẽ có thêm một cái tính năng đó là tự động kéo rèm, tự động đóng rèm khi quý anh chị đậu xe ở dưới trời nắng mà quý anh chị quên đóng cái rèm này. Tất cả các xe đều có tính năng này. Đó, nó tự động đóng rèm luôn. Rất là hay. Rồi, cái phần rèm này thì quý anh chị lo ngại là nó trong trong kiểu này nè. Như vậy thì nó không có cản hết cái nhiệt độ. Thì Khanh xin phép chia sẻ lại là không phải anh chị nào đi về sử dụng xe Volvo cũng đều dán cửa sổ trời bằng phim cách nhiệt để giảm nhiệt độ. Tùy theo mức cảm nhận của từng anh chị
tức là các anh chị đã quen sử dụng các xe châu Âu, thì xe châu Âu họ thiết kế cái phần lưới này, thì họ các anh chị đã quen rồi. Thì khi đã quen rồi thì các anh chị thấy cái việc cửa sổ trời có trang bị những cái lưới kiểu này thì hoàn toàn bình thường và sử dụng bình thường luôn. Nhưng các anh chị sử dụng từ xe châu Á đi lên thì Khanh xin phép chia sẻ lại là các xe châu Á thì nó sẽ không làm cái phần rèm làm lưới kiểu này đâu, mà nó là một cái tấm che dày tối luôn. Thì do xe khu vực châu Á của mình là do khí hậu nóng thì họ làm như vậy thì nó sẽ phù hợp với khí hậu. Còn các xe châu Âu, các xe châu Âu thì đa số là khí hậu lạnh hoặc khí hậu bốn mùa, thì cái việc mà họ trang bị cái lớp rèm này sẽ giúp cho cái khoang xe sáng hơn, giúp cho cái phần người ngồi trên xe có thể là tổng hợp những vitamin trên da để cái phần da không bị gọi là bị thiếu ánh sáng. Đó, vitamin D. Đó, họ thiết kế tất cả đều có nguyên nhân chứ không phải tự nhiên mà họ lại đi thiết kế cái cửa sổ trời kiểu này. Đây, Khanh cho nhà mình xem. Đó. Đây. Đấy. Mình ngồi phía sau thì cái phần rèm này mình cũng có thể là nhìn lên mình thấy các ánh đèn giống như mặt trời đúng không ạ? Đây. Đây. Thì trong trường hợp nếu các anh chị mà sử dụng cái phần cửa sổ trời toàn cảnh này mà cái phần rèm mình vẫn có cảm giác là cái phần đầu của mình đang bị nóng, thì Khanh đưa ra một cái giải pháp là mình sẽ dán phim cách nhiệt lên đây để cho giảm cái nhiệt độ của cái cửa sổ trời lên cái phần đầu của mình. Phim cách nhiệt dán trên cửa sổ trời này, mình sẽ chọn cái dải màu là tối xuống một tí và có cái mức cách nhiệt cao nhất để hạn chế tốt nhất cái nhiệt độ bên ngoài vào. Tại vì bên trên á, thì mình chỉ cần là có một cái ánh sáng mà nhẹ nhẹ dịu dịu thôi. À, còn nếu nhà mình dán một lớp vẫn còn gọi là vẫn còn cái cảm giác, Khanh dùng từ cảm giác nha, đôi khi mình đo nhiệt độ bằng máy phía trong xe nó không đến nỗi nóng đâu, nó không bị nóng đến mức mà mình chia sẻ là cảm nhận nó gọi là quá hắt đâu. Rồi thì mình sẽ dán thêm một lớp phim cách nhiệt nữa chồng lên để tăng thêm mức độ giải nhiệt nữa. Khanh có rất là nhiều giải pháp cho cả nhà mình để mình có thể sử dụng cái cửa sổ trời này là phù hợp hơn ở cái điều kiện, ở cái khí hậu của Việt Nam. Rồi, trong trường hợp nếu mình đã dán hai lớp phim cách nhiệt, là lớp cái lớp phim cách nhiệt mà gọi là tối và chiều nhiệt cao nhất rồi, mà mình vẫn còn cảm giác của cái phần đầu nó nóng nóng. Đây, chiếc xe này cũng EC60 này, nó cũng là cửa sổ trời toàn cảnh nè, nhà mình coi nè, vẫn còn cái cảm giác nóng nóng. Thì Khanh có một giải pháp nữa là nhà mình sẽ làm thêm một cái là tấm vải. Tấm vải đó nó sẽ phù hợp hơn với khí hậu nhiệt đới của mình. Tấm vải đó nó sẽ cặp chung với lại cái rèm. Đây, cặp chung với đây. Cặp chung với lại cái rèm này. Đó, cái này này bằng lưới đúng không ạ? Mình cặp thêm một cái lớp vải nữa để khi mà nó cuốn là nó cuốn cả hai vào, để cho cái phần này tối hẳn luôn. Đó. Đó là giải pháp để cho mình có thể là sử dụng cái chiếc xe là châu Âu phù hợp hơn với là cái khí hậu của Việt Nam mình thời điểm hiện tại. Đó. Khanh chia sẻ với mình những cái giải pháp này, nhưng thường dán phim cách nhiệt một lớp là đã rất là mát rồi. Rồi, không ai đến cái mức độ mà thêm vải, thêm lớp vải cách nhiệt đâu. Thì trước mắt nhà mình đây là chiếc XC60 màu xanh Demim Blue, phiên bản Encryption. Kế đây là màu trắng XC60 All Design. Rồi, kế đây là XC60 những phiên bản này là phiên bản Encryption chứ không phải là phiên bản Adesign. Cùng là màu trắng, cùng giá bán, cùng tính năng, nhưng khác nhau về phong cách. Phiên bản Adesign thì sẽ phong cách thể thao trẻ trung, còn phiên bản Encryption thì sẽ mang phong cách là lịch lãm và sang trọng. Bởi vì ở trong thì cái xe này nó sẽ sử dụng màu da nó khác một tí, là màu nâu nè, rồi táp lô ốp gỗ nè, cần số pha lê nè. Đã. Còn đây là xe màu đen. Đã, Khanh quay cho nhà mình. Hiện tại là showroom của Khanh đang có tổng cộng là
3 màu để cho nhà mình có thể coi cái chiếc xe nó rõ hơn. Hôm trước là 4 màu luôn, có thêm màu Demim Blue trưng bày trong showroom nữa, nhưng mà cái xe Demim Blue thì bên Khanh đã xuống rồi. Đây là cái xe màu đen. Màu đen. Rồi, cái xe này màu trắng. Đây là màu trắng. Màu trắng phiên bản của Gibson. Rồi, đây là màu trắng R-Design. Màu trắng R-Design. Rồi, bên đây là màu xanh. Đây, màu xanh. Màu xanh Demim Blue. Ngoài ra thì XC60 bên Khanh còn có một màu xanh nữa, đó là màu xanh Thumbra Ray. Màu xanh Thumbra Ray thì nó sẽ hướng đến cái màu xanh xám xi măng. Để Khanh cho nhà mình coi cái bảng màu, cái màu xanh Thumbra Ray thì hiện tại bên Khanh không có sẵn. Đây, màu xám xi măng. Đó, màu xám xi măng để cho nhà mình có thể là nhiều phong cách hơn, trẻ trung hơn. Đây, đây. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi các video của Khanh. Mong rằng cái chia sẻ của Khanh sẽ mang lại nhiều cái trải nghiệm, cũng giống như hiểu hơn về những cái tính năng, các cái thiết kế của xe đến từ châu Âu. Nguyên nhân họ làm, tại sao họ làm như vậy thì cũng có tất cả có mục đích và nguyên nhân hết ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà. Nếu cả nhà mình hỏi về chương trình mua xe thì hãy liên hệ số điện thoại 0788 555 444. Khanh sẽ giải đáp các thông tin liên quan đến chiếc xe cho cả nhà mình theo cái thời điểm mình liên hệ nha. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều. Xin chào.